Chào đại gia đình cùng các con các cháu nha. Buổi chiều hôm nay cô Ba Vlog quay trở lại với cái video clip của mình, một món ăn. Món là món gỏi khô bò đu đủ nha con. Đó, bây giờ cô Ba giới thiệu đại gia đình với lại các con các cháu qua những cái sản phẩm mà để mình tiến hành cái gỏi bò đu đủ nha. Đây là 1 kg thịt nha con. Đây là 1 kg gan. À, gan bò, thịt bò, cùng bánh phồng tôm, đậu phộng rang, hành phi, 2 cây sả, 2 trái đu đủ, rau răm, quế. À, đây là hắc xì dầu, nước tương, các cái gia vị bột ngọt, muối mắm rồi nha con nha. Bây giờ đại gia đình cùng cô Ba vào bếp để làm cái món ăn rất là ngon nha, rất là ok nha. Đây, bây giờ mình tiến hành nha con. Thì đây là 1 kg thịt bò, bây giờ mình lấy nửa ký thôi, không lấy hết 1 kg. Đây là 1 kg gan bò nha con, 100.000. Đây là 1 kg thịt bò này là 220.000 nha con. Đó, tất cả cái này là 300 mấy, 2 trái đu đủ là 35.000. Rồi, bây giờ cô Ba cắt một nửa thôi, mình không thể xài hết. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình rửa nha con nha, rửa sạch. Rồi, mình rửa sạch này rồi mình rửa lại sữa nha con nha. Xong cho nó 2-3 phút nha con. Ở đây nguyên một miếng mình dễ sắc nha các con. Đây, mình sắc vừa dặn vậy thôi nha các con nha. Con nhìn thấy ngon ghê chưa. Mình rửa muối rồi nha con, bây giờ mình sơ lược, mình ngâm sữa này vô để cho nó giải cái chất độc hại ra, với lại cho nó thơm bò. Còn miếng thịt bò này là mình không ngâm nha con, mình chỉ rửa sạch, mình chờ một chút ớt gan rồi mình ớt chung nó thôi. Rồi bây giờ cô cắt thịt bò nha con. Thịt bò thì cắt hơi mỏng nha con nha, cũng không nên mỏng quá. Các con, mình thấy miếng thịt bò rất ngon nha. Đây là mình nướng 2 miếng tây vị nha con. Tức là ngày xưa ông bà ta đó với cô Ba đồ đó là kêu tây vị, còn bây giờ tuổi trẻ kêu là bông hồi không à. Đây, cái quá trình là 5 phút trôi qua rồi nha các con. Các con nhìn thấy mình ngâm sữa mà ra nước màu hồng nè. Mà trước khi ngâm sữa là mình đã ngâm 1 tí rượu trắng và muối rồi nha các con nha. Bây giờ mình làm cho mình muốn làm cho gan mình nó thơm và cho nó đảm bảo chất lượng thôi. Đây là hắc xì dầu nha con. Giờ mình cho là 2 muỗng nha con, 1 muỗng, 2 muỗng. Rồi, đây là nước tương nha con nha, 2 muỗng. Rồi tiếp sau 3 muỗng nha con nha. Bây giờ mình bỏ thịt bò vô mình ớt chung nha con. Đây là ngũ vị hương nha con, mình cho chừng chút thôi nha con nha. Rồi, rồi nó bao nhiêu đây thôi nha con, không nhiều. Nhiều nó nặng, nồng nặc với lại nó hơi hái, nó đắng, nó kỳ lắm nha các con nha. Ba hầu nha. À, mình ép vô nha con. Có sợ nhiều quá, nó nồng nặc lắm. Rồi, bây giờ mình vô đây. Đây, mình bao nhiêu đây muối thôi nha con. Tại vì gia vị đồ nó còn nhiều thứ lắm. Bột ngọt thì mình cho 1 tí thôi nha con. Nha, không được nửa muỗng gặp 2 nha. Rồi 1 muỗng lưng hari ngon nha con. Đây tiêu nha các con nha, chưa bỏ đường. 1, 2, đây là 3 muỗng đường nha con.
4 muỗng luôn hả con? Tại vì nó chấm lại với tất cả gia vị chắc mặn. Đó, thì con làm sệt cho mình nữa nha. Rồi, bây giờ cô trộn trước đi rồi cô bỏ các tỏi, sả, gừng vô nha con nha. Và đây là ớt khô nha các con. Rồi. Rồi bây giờ mình trộn đều lên. Mình để cho nó đúng 30 phút nha các con. Để cho nó ngấm cho nó rất là ngon. Các con nhìn thấy trái đu đủ không? Trái đu đủ nó hòm như vậy nó rất là đẹp. Cho nên cô Ba mua những trái đu đủ hòm này thì cô Ba không có thế cái củ cải rốt vô cho con. Mà làm gò đu đủ khô bò mà thế của cải rốt vô thì cô Ba thấy nó cũng không hợp lý. Đó, cho nên cô Ba ráng nữa trái đu đủ con thấy rất là ngon. Tươi xanh. Xương bất cũng nhỏ. Mình con bự. Con nào bự đó con mẹ? Con dưới là con bự con. Con mình nè. Con này con bự hả con? Con này bự. Con của mẹ đó. Con này nhỏ nè. Con này nhỏ nè. Rồi xếp lại bỏ vô tủ đông giùm tôi đi. Hai con cá cây tự nè. Từ Đồng Tháp mà làm xong rồi lên tới đây nha các con. Đó, trời ơi, các con nhìn thấy hai cá cái tượng chất lượng không? Rồi mình sẽ có món ăn chiên xù nữa nha các con nha. Hoặc là mình trưng tương hộp mình ăn nha. Chế cho đang miếng nước cho đá nó tan ra cho tôi đủ nó giòn. Không được bỏ muối bỏ gì hết nha. Để cho nó giòn tạo cái chất giòn hơn. Nó đã giòn rồi bây giờ mình làm cho nó giòn hơn nữa. Rồi. Rồi bây giờ 30 phút rồi nha con. Bây giờ mình để bên đây. Con thấy ba làm bỏ cái này là 160 độ nha con. Còn cái này là tôi dặn 30 phút và không thấy đường dặn nhiều quá. Chứ canh đúng 30 phút nếu nó chưa héo thì mình sẽ dặn tiếp. Đây cô chim chiếc đũa vô cho nó hơi đi hơi chút nha con nha. Trong thời gian này mình pha nước chấm nha các con. Có được nhỏ đấy thì lấy ớt đỏ đi em. Rồi chén nước nha con nha. Đây một chén nước tương. Rồi. Cho đây chút tỏi nha, ít thôi. Rồi. Rồi bây giờ đây là được 35 phút rồi nha các con. Đó, bây giờ tôi gấp ra nha. Nó dẻo hết rồi nè con. Bây giờ bắt đầu gấp ra để mình rim nha con nha. Hành tỏi của mình nó đã vàng thơm rồi nha con. Thêm rất là muối cho bắt đầu mình cho vô nha. Đổ cái nước sốt nãy vô nha các con. Thấm hết rồi. Đem chiều vô giống như mình đêm nha các con. Đây là một cái dừa đó con. Rồi. Rồi bây giờ chảo của mình, khô bò của mình sắp cạn rồi nha con. Giờ mình đắp cái ớt lên nha. Làm này cô Ba nói với các con là vô cùng cực nha các con. Công phu lắm chứ không có đơn giản. Từ ly, từ tí, từ công đoạn. Rồi khô bò đen.
đen bò khô. Đây nha con, hành phi đậu phộng giờ mình rắc tương ớt vô nha. Ui, quá là ngày càng ngon. Rồi, bây giờ cô ba mời đại gia đình cùng các con các cháu tiến hành ăn với cô ba nha. Gỏi khô bò đen nha con. À, mình ráng mình làm mà cho được nó đen mà nó đạt chuẩn được. Rất là vất vả nha con nha, cái miếng này rất là vất vả nha. Bây giờ cô trộn lên nè, ngon quá các con ơi. Rất cùng mời các con nha. Ôi trời. Đúng khô bò của mình nha các con. Các con biết làm cái món này từ ly từ tí mấy tiếng đồng hồ mà như các con rất là vất vả, nhưng mà đã thành công thì mình cũng mừng. Cô ba hả, lã mồ hôi tốt mồ hôi luôn nha các con nha, nhưng mà ăn thì nó rất là ngon. Sau khi cái món này xong rồi á, nếu mà các con có đồng hành cái món gì và thích món gì thì phải nhắn về kênh của cô ba nha, để cô ba làm cho nó hoàn hảo cái món ăn của các cháu có ý kiến nha. Cô ba xin mời các con cùng đại gia đình của mình ăn dĩa gỏi bò khô. Nó ngon, nó thơm, nó ngửi vị hương bông hồi, là cùng củ hành phi đồ đó các con. Quế rau răm đồ ngon lắm. Món này là ăn món quế nha con nha. Ngon quá các con. Đây là miếng cái bò này. Miếng bò rất ngon. Nó dẻo mà nó dai dai, nó giòn giòn. Giấm nó chua chua ngọt ngọt. Nhiều ăn lên. Các con thấy cô ba có ngon không? Ngon thì ủng hộ cô ba, nhớ bấm subscribe cho cô ba và cho cô ba một like nha. Và có những cái món gì sở thích ở nơi các con nhắn vào cái kênh của cô ba nha các con nha. Ngon quá. Cô ba mấy này cô ba muốn đi ấp 3A xã gì rồi mà có cái đứa bé nó đào sư gan bẩm sinh đó các con. Cô ba muốn đi cứu trợ với mà cô ba không dám đi. Cô ba đang liên hệ cái ông thầy thuốc đó, ông trị sư gan rất là hay. Thành ra cô ba nói để liên hệ được thì nhờ cái ông đó, ông giao tới nhà đó. Cô ba cũng chưa dám đi nữa. Nhưng mà trong cái quá trình cô ba đang tìm cái số điện thoại của cái ông mà làm thuốc á, ông bán thuốc á. Thuốc hay cực kỳ lắm con ơi, sơ gan nó trị rất là tài tình. Video của mình đến đây, cô ba xin tạm ngưng. Cô ba cũng không quên chúc đại gia đình cùng các con các cháu trong và ngoài nước mọi sự an lành và nhiều ngày trôi qua đừng có nhúng vào cái bệnh tình của cái hiện nay nha các con các cháu nha. Cô ba cũng kính chúc cho các cháu một ngày an lành, vui vẻ, mạnh khỏe cùng đại gia đình. Cô ba xin chào nha.